ơi, con ơi, con mặc đồ gì siêu quyến rũ vậy? Dạ ba đi. Trời đất ơi, dạ ba nào? Dạ ba. Trời ơi, dữ vậy trời. Thương ba nè. Thương ba không? Ba. À, không. Trời ơi, trời ơi. Con chị về đó. Chị về chơi chút. Chơi chút hả? À? Chơi chút. Dạ con dạ ba đi, con dạ ba. Dạ ba nè. Dạ. Dạ. Ok bé ơi, con xích ra nào. Con ơi. Em ơi, đúng rồi. Dạ ba đi nào. Con ra quả kìa, con ra quả cho coi mấy chú làm nè. Đi, ra ngoài coi đi. Với Ngọc về với nội. Quán áo ế Quỳnh. Ế rồi. 50.000 chị không mua. Bữa nào ế á. Lấy có giá không? Sao? Đâu giá nha. Vậy có người mẫu, phải có người mẫu. Phải hai đứa. Đẹp không? Đẹp lắm. Trời ơi, bỏ nơi con trai vậy? Ủa, trời ơi, ai bắt nó sao Quỳnh? Nó giống ai em bắt nó. Nè, về con. Về nha. Về hả? Bé về. Đi về. Nó gì cưng dưới à? Bé gì ấy? Không, mém té. Câu được có xịt cái đó nữa. Ê dạ. Cô mẹ cái. Cô mẹ. Thương quá. Dạ ba. Lâu. Ngon nước này nước kia. Dạ ba, Hương ba. Hương ba không? Thương mẹ lắm á, sợ mẹ té rồi đó. Lấy ghế là phải coi trước cho mẹ ngồi đó. Tình đem cái giỏ ra xe xuống đi con. Mình ngon, mình ảnh gì đau tu quên á. Trời ơi trời. Đau tu hả? Ừ, ảnh gì nó ảnh nhỏ, ảnh nắp nhỏ không à. Đau tu em. Cái mặt cái ghét ghê luôn. Mặt nó giả không? Giả không? Bóng cho chị ba đi đi. Út quá. Út ảnh gì mua này nè. Út giỏi quá. Giống dây Út giỏi quá. Út giỏi quá. Ai mà vừa lầm á là siêu giỏi quá. Ai đâu rồi hả? Ba đâu? Con mẹ Út về luôn hả? Ba ơi, con nói đi. Ba ơi. Ủa Út về chưa? Con kêu ba ơi coi. Ba ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi luôn con. Về đi con. Về con. Khuya rồi. Khuya rồi. Giờ về chị nghỉ nha. Con lấy đứa giữ xe uống nước con. Giờ đóng mà nước còn đóng con. Rồi con lấy nước uống vậy. Lấy nước vậy. Gần cái tháng nữa anh. Hai chưa gần hai mấy ngày nó thấy rồi đó. Nhanh dữ rồi. Nhanh dữ rồi. Mẹ đi ba. Nay mười mấy rồi. Nay 12. 9 ngày nữa. Đòi nội à. Nội chở mà, bỏ cái đó đi đừng có ấy nữa nó ăn vô. Đây Quỳnh. Vô. Đúng. Cái con kia đẹp chứ. Nào con nào. Em mua tặng em đi. Con nào. Cái con gì đó. Con bự cái kia. Bớt điên lại. Có chìa khóa đó con mở chìa khóa vô con bỏ vô chú. Chạy đây rồi. Ừ, đây. Nội thường ông nội quét hả? Ông nội quét kìa. Trời, cha. Để nó quét cha. Để mấy đứa quét hồi xíu mà. Để mấy đứa quét. Quỳnh lại quay coi đồ Quỳnh, coi đồ mẹo coi đồ.
đồ gì mà ế nè mấy chị ơi. Không phải đồ này có phải có mẫu rồi. Tại vì đồ này rất là đẹp, lại đèn phải sáng nữa. Ủa rồi có sân khấu chưa, làm sân khấu chưa? Chưa. Ủa sao nói bữa nó tự làm? Giờ để làm có cần có mà. Cái độ gì dở nè. Nè, đẹp không? Thôi mày ơi. Nè. Cái độ gì? Gớm. Thấy gớm hả? Hả mày. Hả mày. Đẹp không? Không. Ai cũng khen được cái chơi đó. Đồ đẹp của người ta. 50 ngàn. Mấy chị ra bán, mấy chị mua ủng hộ em nha mấy chị. Đồ đẹp không luôn á. Đúng quá. Đẹp mà ế. Đói bụng quá. Có gì ăn à? Trời, nãy tao hỏi ăn gì không? Hủ tiếu nha. Hả? Ăn gì? Dạ. Em muốn ăn gì? Hỏi bánh ăn trộn con. Có rồi, dọn rồi. Nãy không nói sớm. Thôi giờ hỏi bye bye mọi người đi. Bye bye mấy chị. Bye mấy chị. Mai thứ mấy lần? Thứ nhật. Mai đi ra chơi rồi mai các em nha mấy chị nha. Mai mai bye 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 bye. Ôi cưng quá cô chú ơi, cô chú ấy cưng cô chú ơi. Giờ thì học quen đấy cô chú ơi. Trời ơi, chủ tịch đi kiểm tra quán nè. Trời ơi, cô chú ấy này hương không? Trời ơi, người ta lớn vậy nha. Té chủ tịch nào. Ôi, kiểm tra quán đó. Mở nhạc du dương được rồi tụi em ơi. Chủ tịch chào khách chưa? Dạ khách đi kìa. Chủ tịch là dạ khách đi. Dạ ba chưa? Ok. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.